các anh chị mình có thể là mua về để mà sở hữu một cái mặt bằng độc lạ, làm một cái mặt bằng hồ cá cũng được này, hoặc là làm một cái mặt bằng tra. Cây gỗ trăm triệu toan rồi cả nhà ơi. Đó. Vừa xé ra mới có hai tấm thôi mà giờ ở phía bên dưới thì nó bị mỏng hết rồi. Đó, đây. Chập tay vô rất là sâu luôn. Đó, các anh chị mình có thể thấy đó. Mà các anh chị mình cứ hay nói là bán gỗ là giàu lắm, mà xé ra tầm 10 cây mà hết là 5 cây như thế này thôi là đã thấy cái cảnh rồi nha cả nhà. Chứ không phải là đừng có kêu bán gỗ là giàu lắm. Đó, còn các anh chị mình hỏi tại sao những tấm đẹp mà giá lại cao, còn những tấm này bán cho ai? Những tấm này bên em làm gì? Đó thì bây giờ em sẽ lên video để mà nói cho các anh chị mình luôn nha. Đó thì hiện tại cây này nè, thì bên em nhập gần 100 triệu về. Đó, nhưng mà khi mà xé ra mới có được hai tấm mà. Đây, tấm thứ hai này mà mặt ở phía bên dưới nó bị hư toan hết rồi. Đó, nên là khi mà các anh chị mình mua thì bên em hàng đẹp thì bên em sẽ bán theo giá hàng đẹp. Còn những tấm mà nó bị lỗi, bị hư như thế này thì bên em sẽ báo cho các anh chị mình là một cái giá nó hợp lý hơn, một cái giá thấp, có thể là bằng một cái giá gốc luôn để cho các anh chị mình có thể sở hữu. Còn cái tấm này các anh chị mình có thể là làm một cái mặt bằng tra hoặc là một cái bàn đổ keo epoxy vào thì rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, và vân veo của tấm này thì các anh chị mình có thể nhìn thấy này, vân nó uốn lượn tự nhiên rất là đẹp. Nó từ cái phần mà nó bị hư này lên tới phần trên này là vân nó rất là ok nha. Đây, lại gần cho các anh chị mình cùng xem nè. Nó đây, vân này, các anh chị mình có thể thấy đó. Đó, vân rất là ok. Đó, và phần này kiểu như là nó dạng một cái kiểu như là vân nu đó cả nhà. Đó. Và phần này thì nó bị lỗi. Đó, gõ lên thì nó bị bọng chứ không phải là nó chắc như phần này. Đó, phần này thì nó chắc anh hơn. Nó phần này thì nó ok rồi, còn phần này thì nó đang bị hư. Đó, nên là các anh chị mình khi mà mua thì các anh chị mình mua gỗ thô thì các anh chị mình mới biết được chất lượng là nó như thế nào. Đó, còn hiện tại cây này á, phần còn lại là nó đang dày là dày 33 phân. Đó, và bên em đang dự kiến là sẽ ra tầm 10 phân nữa, thì 10 phân nó tầm bao nhiêu đây. Đó, thì khi mà sẽ ra thì cái lớp này nè nó sẽ hiện rõ hơn, cái lỗ nó sẽ thoái to hơn. Đó, thì các anh chị mình có thể là mua về để mà sở hữu một cái mặt bằng độc lạ, làm một cái mặt bằng hồ cá cũng được nè, hoặc là làm một cái mặt bằng tra. Thì các anh chị mình ai quan tâm về những cái mặt bằng độc lạ như thế này thì các anh chị mình cứ bình luận cho bên em nhé, và cần thiết thì bên em sẽ gửi mẫu mã những hình ảnh đó qua cho các anh chị mình tham khảo. Đó, và các anh chị mình đang xem like, các anh chị mình đăng ký kênh nha. Đó, khi mà bên em lên video hoặc là đăng những video mới hoặc là bên em live stream cho các anh chị mình cùng xem thì sẽ có những thông báo gửi về trực tiếp cho các anh chị mình để mà các anh chị mình biết được những cái video mới bên em làm ra nó như thế nào và bên em live stream nói về vấn đề gì, được không ạ? Đó, và gỗ nguyên khối thì bên em có rất nhiều nha. Đó, nên là các anh chị mình cần bất kỳ một dòng sản phẩm nào thì các anh chị mình cứ liên hệ cho bên em. Đó, những cái mặt bàn mà nó bị lỗi theo kiểu độc lạ tự nhiên này, hoặc là những mặt bàn anh nguyên khối đẹp, những bộ K3 hay là những bộ phản đơn, phản đôi thì các anh chị mình cứ bình luận hoặc là các anh chị mình liên hệ trực tiếp cho bên em. Sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị mình một cách nhiệt tình nhất nha.